Nhưng bây giờ nước Mỹ nó có một cái chương trình nó kêu là PUA, Paramedic Unemployment Assistance cho những người đang hưởng trợ cấp như là tiền bệnh, tiền già và tiền hưu. Ok, chương trình này chính phủ nó âm thầm nó cho dưới cái mục của những người bị thất nghiệp. Yeah. Ok. Và cái số tiền đó chính phủ nó bỏ ra, nó âm thầm nó giúp đỡ những người có những lợi tức thấp và những đây. Thì ở đây họ bán hoa nè. Hoa cúc. Có vẻ giống như là Tết hay sao ha, nhộn nhịp ghê nè. Hoa. Hoa cúc, hoa sen, hoa nhãn thọ. Có bán trái cây rất là nhiều nè. Chỗ này là cái bên là chợ ABC Việt Nam. Mình thấy cái bán vải nè ha. Wow, cái con này con xà lông nè. Sao mà có xà lông nữa nhé. Xà lông này nướng có lý nè, nướng mỡ hành. Ồ, ai bán cái này ngon quá. Em thấy có xà lông phải không? Xà lông. Ồ. Lan Anh xà lông mới bắt lên kìa. Nướng mỡ hành có lý nha. Chị, 30 đồng. À. Ok, lấy cho em đi, 20 đồng. Nên thấy có cái vỏ xà lông này nè. Nó còn tươi đó chị ha, nó mở. Nó hạ cái họng ra nè ha. Ừ. Rồi, lấy cho em cái đó đi, 20 đồng. $20. Cái này bao nhiêu phao chị? À hả, người ta gửi bán giùm phải không? Chị này là chỉ bán trái cây, nhưng mà có một số người họ gửi bán cái hộp, cái vỏ sò lông này nè. Ở đây cũng giống như là một cái chợ chậm hổm các bạn. Ngồi bán ngoài đường như thế này là cũng vui. Ôi, em thấy nó chảy nước rồi chị ơi, cho cái bao nó đi. Thông cảm cho em nha, em không muốn nó chạy lên xe. Không sao hả? Rồi, thank you. Bên, có thấy mãng cầu nè các bạn. Mãng cầu rồi thơm, mít, nhãn, ớt. Còn phía bên đây thì bán rau. Lá lớp. Sao con trồng nó bị chết gì bà? Làm sao mà nó không phải nó mùa đông nó chết trơn. Không. Con chết cái nào gì đó trong mớ hay đâu ạ? Dạ con trồng trong cái lùm á. Trong cái lùm là cái nước nó chưa nhiều khi quên không. À. Vậy sao? Wow. Mùa đông chứ con thấy là một phần cho nó cũng làm cũng mùa hè thì liên tục. Mùa hè thì liên tục. Dạ. Thấy nó còn nằm chứ không? Ồ, có thể là nó nằm mấy góc dưới xong nó năm sau nó lên phải không bà? Để cô suy nghĩ. Rồi, ở đây là bán gì đây? Ở đây là bánh tét. Đủ thứ bánh tét là các bạn ơi. Bây giờ con thấy là bánh bơi, bánh ít ngọt là loại nào? Ít ngọt ở đây. Đây cái ba bác này có chiếc xe đẩy nè các bạn, ở chợ BC bán bánh đủ thứ luôn. Nếu mà các bạn gần đây đến đây ủng hộ cho bác nha. Bánh ít ngọt phải không? Cái này không bà? À, bao nhiêu cái? Dạ, dạ không có đâu, không quay gì ạ. Ba cái. Chứ còn ba cái đi bà. Bánh ít, bánh tét, rồi bán ổi, bán đồ. Nó thấy làm như là mùa này mùa ổi vậy ha. Quá chừng ổi nhiều quá. Đây là bánh ít nè. Nhân đậu xanh phải không? Con lấy nhân đậu xanh. Dạ. Bánh lá gai nhưng cũng được. Dĩ 1 đồng hả bà? 5 đồng hả? Ờ, về con lấy dĩ đi.
Đây là bánh ít lá gai. Ủng hộ bác lớn tuổi. Dạ hả? Dạ. 5 đồng. Ừ. Đồng phải không? Dạ, con cảm ơn. Rồi, cái mặt hàng này là họ trồng ở nhà đó các bạn. Rồi, ngồi bán như thế này nè. Hành lá ha. Tím hành lá mua. Còn đây nữa. Đủ thứ. Con cầm cái bịch xà lông gì mấy mua nè nè con đó. Ừ, xà lông đi ghé mua hành lá đâu vô chợ phải không? Như lá khô bay xào xạc trong đêm vắng. Mai đây rồi sẽ ra sao khi hòa tàn sắc ngứa hương phong. Em đi về đâu hỡi anh khi tim này dường như chết. Em đi về đâu hỡi anh, về đâu hỡi anh. Em đi về đâu hỡi anh khi tim này dường như chết. Em đi về đâu hỡi. Về đâu ơi ở đây á, khu Phước Lộc Thọ này á, có rất là nhiều người Việt Nam ở nè các bạn. Thì chỗ này á, có mấy anh chị Việt Nam nè, rồi chiều chiều cái tụ tập lại đây rồi hát với nhau, giống như là giết thời gian đó các bạn. Thì ở Mỹ này nó cũng rất là buồn tẻ nếu mà mình không có bạn bè hát thì. Nãy giờ không cho phỏng vấn gì hết trơn à. Anh em mới nghe được. Anh ơi. Anh đẹp nói gì kìa. Thôi mai không mai đi về rồi. Chị ơi, em là Linh Kelly. Em thấy hồi nãy thấy chị hát em cũng muốn giúp vui. Em thấy chị dễ thương quá chị. Dịp sau em vui. xuống ngay lâu lâu cái mấy chị em mình cứ ra đây nè, cái mình rồi, mình đem giờ đâu vậy? Dạ. Chị qua đây bao lâu rồi? Chị qua đây hồi còn nhỏ, 5-7 năm rồi. Chị có Việt Nam không? Chị về có một lần 2 tuần đó, bà cô cậu gì thôi thì đó con cũng con nhỏ mình cũng có biết sinh sinh đi lâu rồi. Về Việt Nam có 2 tuần. Từ năm 91 tới giờ đó, chị chưa đi nữa. 91 rồi, 20 năm rồi. Hồi lúc chị mới qua 75 là 91, chị đã về Việt Nam rồi. Là 15 năm, sau 15 năm đi. Vậy hả? Lúc chị về Việt Nam mấy tuổi à, hồi đó sống mấy tuổi ra qua đây rồi. Chị sống ở đây luôn tới giờ phải không? Mình lớn lên mình ra trường ở đây, mình có gia đình ở đây, mình sanh con ở đây 3 đứa rồi. Giờ bà ngoại rồi, đâu con nhỏ đâu. Bây giờ vô tư đúng không chị? Giờ vô tư. Vô tư. Dạ. Ăn rồi cái đi ra ngoài chơi, cái gặp bạn vui bè, vẻ. Vui vẻ. Không, đi chơi ra đi chơi, đi làm ra đi làm. Chị có cái side business của chị mấy tháng nay chị rất lu bu qua giúp mấy người đi xin cái chương trình PUE á. Dạ. Chị phụ trách cái đó, như là mấy người lớn tuổi họ không biết đường đi, không biết đường làm giấy tờ đó, chị giúp mấy người đó. Cũng rất là hay ha. Tại cái nghề chánh của chị là thư ký mà. Rồi thư ký cho văn phòng luật sư thập niên 90 chị đã có business rồi. Chị thành công rất sớm cho nên trời không cho. Thấy chị vô tư hả chị Kim ha? Trời không cho, trời lấy lại hết, nhưng mà không sao. Chị, số mình cho... cái số chị bây giờ mình nghĩ là sống bây giờ mình cứ cho đủ là đủ. Đúng. Công nhận không chị? Tới bây giờ mình cứ nghĩ là bây giờ mình cứ ráng bươn chải để mà mình thành công hơn, hoặc là theo cái nguyện vọng của mình em nghĩ là hơi khó. Không, nhưng mà cái nguyện vọng của chị đã thành công, đã xong hết rồi, là bất 3 đứa con gái của chị đều ra trường đại học hết. Ok. Chị lo cho mấy cháu ăn học hết là xong rồi, là mình bây giờ mình freedom, trách nhiệm chị là xong, trách nhiệm mình xong rồi, bây giờ con cái nó có gia đình, nó có con thì nó phải lo cho cuộc sống của nó. Mình lo cho cuộc sống của mình. Đúng rồi. Bây giờ chị dành thời gian cho riêng chị ha. Gặp mà số chị cũng sướng hên, mình không có mắc nợ với cháu ngoại.
bà ngoại vậy chứ vô tư. Không, cái nét vô tư. Cái nét trẻ trung, cái nét vô tư, cái nét hiện lên khuôn mặt của chị đó. Cái nét hiện lên cái khuôn mặt của chị liền. Mấy ngày nay chị mất ngủ á, tại vì chị lo đi lấy đồ ở biển về cho mấy bạn nè, trời ơi. Mình làm tùm lum hết á, cái gì mình cũng làm hết. Bây giờ mình chỉ còn có bố mẹ già thì mình xách ke bố mẹ già. Vậy thôi. Chị lo xong bố mẹ là ok, rảnh rỗi ra đi học bạn đi chơi. Nhưng mà ra đây cũng phải chơi không đâu. Chị nhìn tất cả những người nào mà chưa đi xin cái chương trình đó, chị chỉ dẫn người ta đi hết á. Vậy hả? Tại vì chính phủ nó đang bỏ ra mấy trăm tỷ nó trợ giúp cho những người nào? Cho những người đang hưởng chương trình SSI, SSE và tiền retirement. Chị giúp mấy bạn là như là mấy nhiều người, người ta không có được cái may mắn như mình, là người ta không có đi học từ hồi nhỏ đó. Bây giờ người ta cuộc sống bên này mà người ta cũng không có biết chữ nghĩa, giấy tờ làm như thế nào, là phải làm như thế nào. Nhiều lúc như vậy nói chuyện với người ta để cởi mở, để giải thích và giúp đỡ người ta. Rất là quý chị ơi. Tại vì trời phẩm cho mình có cái miệng để mình nói chuyện. Nhưng mà khi mình nói chuyện á, mình nói sao cho người ta thích, người ta mến mình thì mình nói, ok. Còn mình mà nói ra chuyện buồn hay là chuyện mà có chuyện hay là gây gỗ cái gì nhức đầu, mình không thích. Em thích gì đó. Mình thích hòa đồng. Cô Linh ở trên San Jose xuống đây và gặp được chị ở ngay Nam Cali, Bắc Cali, xuống đây gặp chị ở Nam Cali. Nam Cali. Linh muốn tìm hiểu xem là ở Nam Cali là có cuộc sống như thế nào. Rồi các chị sống có khó khăn hay không, rồi ngay là trong cái mùa này là có mùa dịch chứ. Các chị thấy là có khó khăn về trong cái vấn đề làm ăn, cũng như là có cái vấn đề gì về như là dịch bệnh có bây giờ đang tăng cao như vậy đó, chị thấy sao? Chị thấy sao chị? Theo chị đó thì bây giờ là không phải chính riêng về miền Bắc hoặc là miền Nam Cali mình đang bị ảnh hưởng vấn đề Covid này. Tất cả trên nước Mỹ đều bị hết. Nhưng mà những nơi mà nặng nhất là thuộc về những miền Bắc của Cali, miền Bắc của tiểu bang Hoa Kỳ. Cho nên cuộc sống và đời sống thì chị thấy vật chất càng ngày nó càng leo thang. Mà việc làm thì lại hang kiếm. Cho nên là chị nghĩ bất cứ ở đâu cũng gặp phải cái hoàn cảnh này hết. Nhưng bây giờ nước Mỹ nó có một cái chương trình, nó kêu là PUA, Paramedic Unemployment Assistance, cho những người đang hưởng trợ cấp như là tiền bệnh, tiền già và tiền hưu. Ok, chương trình này chính phủ nó âm thầm nó cho dưới cái mục của những người bị thất nghiệp. Ok, và cái số tiền đó chính phủ nó bỏ ra, nó âm thầm nó giúp đỡ những người có những lợi tức thấp, và những mấy em sinh viên mà 18 tuổi trở lên đều được hưởng cái chương trình đó hết. Thì chị ra đây chị nghe được cái chương trình này nó quá hay cho những người đang hưởng những cái chương trình lợi tấp căn bản đó. Cho nên chị ra đây là chị điều động, ok? Chị điều động người Việt mình, bất cứ ai chị cũng nói hết. Và chị hướng dẫn, chị chỉ mấy người giúp, đó đi xin, giúp cho mấy người đó đi xin những chương trình đó. Những người đã tự biết qua những người khác đó, họ cũng đang xin và họ đã được hưởng cái chương trình đó. Thì chị nghĩ là chính phủ Hoa Kỳ nó sẽ không để giống như là cái cuộc sống, cái đời sống của Hoa Kỳ nó sẽ đi xuống, nó giúp cho economic nó sẽ đi lên. Là tại sao chương trình đã âm thầm nó giúp đỡ cho những người đó, tại vì những người đó đã và đang hưởng được cái số tiền đó rồi. Theo như chị biết thì chị ra đây không phải là lý do vui chơi không thôi, nhưng mà mình cũng có một cái cặp mắt nhìn xa để mà mình giúp đỡ những người ta chưa biết qua những cái chương trình đó. Em nghĩ chính phủ cũng muốn cho người dân xài tiền. Đúng để rồi. Mà cho cái, để giúp cái đỡ cái kinh tế lên. Nó không bị suy sụp. Thì chính phủ cũng đã tính rồi chị. Bỏ tiền ra cho người dân xài, phải xài. Thì nền kinh tế nó mới cao lên được, nó phải phát triển trở lại bình thường được. Đúng. Em rất là vui hôm nay được lắng nghe chị chia sẻ về cái chương trình này rất là hay. Giúp cho cộng đồng của mình. 30 second nữa được không? Ok em. Có nghĩa là theo chị thấy rằng qua cái quá trình chị đã sinh sống ở đây á, chị thấy rằng là thì chị nên sinh sống ở quận Cam này từ hồi mình còn trẻ, mình còn nhỏ.
là từ thập niên 80 là chị đã sống ở quận Cam này rồi, khi mà phố Bô Sa mình chưa được thành lập. Nhưng mà trong cái cuộc đời mà chị đã định cư ở bên Mỹ này, đó là quê hương thứ hai của chị. Chị thấy là nước Mỹ này thế nào chị? Thì chị qua đây từ hồi còn nhỏ tới giờ. Cho mình thấy cuộc sống của Mỹ, mà khi mà mình trở về thăm Việt Nam 2 tuần thập niên 90 á, đầu thập niên 90 là 91, thì cái cảm nghĩ của chị đó là tại vì từ hồi nhỏ mình đã rời xa quê hương quá lâu đi. Cho nên với cái cuộc sống ở bên Việt Nam trước năm 75 thì lúc đó mình còn bé, mình chưa biết gì hết. Nhưng mà mình cũng chứng kiến thấy được cái cảnh mà khi mà Việt Nam miền Nam mất để vào tay cộng sản. Thì lúc đó là mình còn quá bé. Khi mà Nancy lớn lên từ nhỏ đây tới giờ thì mình thấy cái cuộc sống ở bên này nó rất là không có đơn giản, không đơn giản như những người Việt Nam mới từ bên Việt Nam qua, thì họ còn những có cái cảm nghĩ và cái cảm xuất nó rất là khác. Rất là khác. Nhưng mà có rất là nhiều người nói là, một số người thì đã nói là nước Mỹ là một cái nơi mà giống như là xứ cửa hoa, là một nơi là thiên đường. Họ cho là thiên đường. Nhưng mà một số người thì lại nói Hoa Kỳ là thiên đường. Nhưng mà một số người họ lại nói là bên Mỹ bây giờ là rất là sống cuộc sống rất là eo hẹp rồi, không có được giống như những người ta nói như vậy. Thiên đường là như thế nào? Thiên đường là về tự do, chị thấy thiên đường là về tự do, nhưng thiên đường nó cũng do mỗi một cá nhân con người có một cái cách suy nghĩ và chiến đấu và phân tâm cho cuộc sống của mình thì mới là gọi là thiên đường. Thiên đường là sao? Tại vì những cái luật lệ của Mỹ nó không có giống như Việt Nam. Ok, Việt Nam mình là có nghĩa coi là như là bây giờ, quá bây giờ, nhiều luật lệ đi. Bây giờ thí dụ như bây giờ trong cái mùa Covid này nè. Trong cái mùa Covid này thì chị thấy rằng là nước Mỹ này có phải là một cái đất nước mà giang tay ra để mà che chở tất cả dân của họ hay không? Hay là giống như là có những một số nước giống như là họ, khi mà họ thấy dân của họ như vậy nhưng mà họ chỉ nói mồm họ đâu có giúp. Đúng. Nhưng mà ngược lại á, bên Mỹ này chị thấy sao? Chị thấy là cuộc sống của chị sau khi mà chị ở đây, và đây là cái năm đầu tiên mà bị dịch bệnh lớn nhất trên toàn cầu. Thì chị thấy rằng là trong cái lúc như vậy nè, nước Mỹ đã làm gì cho người dân? Và cảm bản thân chị thấy rằng là nước Mỹ này có thật sự là một cái nơi mà chị sống cả đời mà chị cảm thấy là không có, cảm thấy là mình cảm thấy mình không có thấy hối hận không? Không, không vấn đề hối hận thì mình chả có gì để mà hối hận. Mình rất hạnh diện là mình được tự do sống ở cái nước thiên đường này. Nhưng mà trong cái thời này là họ đã... Trong thời này thì chị nghĩ là chính phủ cũng mở rộng bàn tay để giúp đỡ, như cái chương trình chị vừa mới nói là PUA và dưới cái dạng của EDD. Thì chị nghĩ là chính phủ Mỹ và toàn thế Mỹ này không có cái ước muốn hay là cái nguyện vọng nào để cho cái nền kinh tế Mỹ nó sẽ đi xuống. Cho nên chương trình đó thì chị ra đây chị cũng phụ giúp là một phần thì của bạn bè, một phần là người quen của bạn bè. Đấy thì nói chung là trong cái lúc mà khó khăn như vậy nè, nói chung là không phải là chỉ một nước Mỹ không. Đúng rồi, toàn thế giới. Toàn thế giới, toàn cầu. Thế giới, toàn nhưng cầu. Mà được cái là ở ngay nước Mỹ này thì mình phụ giúp đỡ cho mình. Giúp đỡ cho mình không chính phủ không, Mỹ không nó rất là... có là nhiều cái chương trình để mà giúp đỡ. À đau nhiều đẹp quá vậy. Mà em nó làm nó rất dễ thương quá vậy. Thôi em cảm ơn chị Nancy rất nhiều nha. Ok em. Ơi có chị mấy em làm cho ta gửi cho. Dạ. Cũng hay chị. Em thank you chị rất là nhiều nha. Em rất là vui khi được biết chị. Khi nào có dịp em xuống đây nữa em tìm chị nha không? Em tên là Linh. Mấy chị em mình lấy số phone đi. Hôm nay Linh đi xuống miền Nam Cali thì ra cái chỗ Phước Lộc Thọ đó. Rồi Linh có hẹn với chị Kim Lê.
chị cũng làm YouTube, cái kênh của chị cũng rất là phát triển đó các bạn. Thì hôm nay chị mời Linh ra đây để mà mua đồ ăn Việt Nam nè. Thì trong Phước Lộc Thọ có nhiều chợ nó cũng mở cửa, nhưng mà nó không cho mình ngồi xuống order xong rồi đi ra phía trước Phước Lộc Thọ ngồi ăn. Kiếm cái bàn nào mà trống trống á ngồi ăn. Ở đây họ đã sắp những cái bàn này lên rồi, có nghĩa là họ không có cho mình ngồi xuống. Cái lực ở miền Nam Cali là như vậy. Thì cũng tùy chỗ đó các bạn, tùy chỗ thì họ cho mình ngồi phía trong, còn chỗ này thì họ không cho mình ngồi. Trăm món ăn chơi ở ai trong xuống Cali, Nam Cali xuống đây kiếm kim đi, kim dắt đi ăn món những món ăn rồi, vậy ở Cali nha. Vậy đợt sau em xuống xong rồi em mời chị ra đây nha. Okay. Rồi được chị kim bao là em đi xuống đây liền luôn á, xuống hoài luôn. Xuống đây đi mình bao. Cái gì đây, cái lực gì đây? Với chị em cũng hẹn nhau trước đây rồi, thì Linh cũng xuống cho mấy lần mà bận quá, lu bu quá. Thì hôm nay chị tình cờ gặp cái đám cá của anh Chí Tài đó. Rồi mấy chị em mới có số điện thoại rồi hẹn nhau. Tại chị Kim có điện thoại cho Linh, rồi anh chị em hẹn nhau ra Phước Lộc Thọ để làm tâm sự. Tâm sự thứ nhất là chúng ta sẽ quen, thấy chị trên mạng rồi, nhưng mà gặp ngoài chị rất là đẹp, rất là mạng, rất là duyên dáng luôn, rất là sexy luôn. Có nghĩa là ngoài thấy nó hết hồn phải không? Nghĩa là tệ hơn rồi trong mình. Không chị, nhìn người ha, nhìn nó bên ngoài khác với em á, nhìn nó trông khác ngoài. Ai cũng nói chưa? Nó nói là khác hơn hết bên trong hình. Cái cho mình cái chung cũng dễ thương nè. Có cái chung có sẵn hết luôn. Cái chung bên đây cũng dễ thương. Chỉ việc ra kiếm cái chỗ ngồi thôi. Nói chung là chị em làm YouTube thì nói chung là trên thế giới này á, mình là bạn hết các bạn ạ. Chẳng phải là, nhưng mà có cái điều là mình chưa có gặp nhau thôi. Nhưng mà ở trong cái Facebook á, hay là YouTube á, mình kết bạn nhiều lắm. Nhưng khi mình gặp bên ngoài mình mới biết là người này là bạn. Người này mình đã thấy rồi nè, người này đã là quen với mình ở đâu rồi nè. Nhưng mà khi nói ra đó, tất cả chúng mình là bạn hết. Đúng vậy, em nghĩ vậy đó chị. Rồi Linh nha. Thấu địa ở đây nè. Có nghĩa là cháu cũng địa. Cháu cũng địa. Cháu cũng địa. Nếu mà đến Nam Cali thì đến đây gặp Kim, Kim là cháu cũng địa. Các bạn biết không, vô kênh của chị Kim, Kim Lê đó, thấy có muốn miền Nam, xuống miền Nam thì hú một tiếng nha. Đúng rồi. Tại vì cháu có con đĩa ở đây nè, coi như là cũng phí á, bao. Bao luôn. Ăn sao mà bụng bụng con đĩa mới được á. Thì đến đây nhiều khi giấu con đĩa luôn. Từ nãy giờ nói chuyện mà Linh Quỳnh, chào tạm biệt khán giả của Linh Cali rồi. Linh xin tạm dừng cái video này ở đây. Xin chúc cho tất cả mọi người luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn bình an và mọi điều may mắn nha. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Và xin chào, bye bye.